Xin chào bác nhé. Đẩy ba kênh thì với dòng đẩy ba kênh thì nói chung là cửa hàng có rất là nhiều mẫu khác nhau và toàn những hàng đẹp thôi bác nhé. Thì những con đẩy ba kênh này các bác có thể đánh được một cặp loa 40 và có số 50. Trong clip này em đang test con đẩy mà BD Audio cho bác khách hàng nhé. Thì quay luôn cho anh khách hàng, tiến quay luôn cả nội thất. Bác khách hàng bác nhận hàng của mình. Anh xong có địa chỉ ở Long Hưng, Long Chánh, thành thị xã Gò Công, Tiền Giang. Con đẩy này giá của nó là 4 triệu 2 thôi nhé, 4 triệu 2. Dòng đẩy này thì thực sự bác là em cứ về con nào thì cái con đấy dòng này thì nó rất là khan hàng đấy, rất là hàng chất và các bác cần như bác nào rất là thích cái dòng này đấy. Thì clip này em cũng test bác khách hàng quay bác tiếng con này rất là hay nhé. Đấy, em vừa test máy tính này đánh thẳng vào đẩy luôn và cái dòng này thì nói chung là tiếng rất là hay, mày cả lớn hát thôi nhé, tụ này rất là nhiều tín hiệu vào đấy. Thì các bác đấu lưu ý bác rồi bác giờ đấu con này thì tín hiệu vào bằng Canon. Đấy, một đây là AB này. Đấy, nó ghi rõ này, AB bên này đường link thôi nhé. AB thì này chưa vào kênh C. Đây, AB đây, chúng ta phải ra loa AB. Đấy, lúc nào chúng ta vào kênh C này chúng ta phải có tín hiệu vào. Nếu các bác đánh full nhá, chúng ta muốn vào kênh C nữa mà đẩy nhà vang thì chúng ta không có cái đường center xuống ấy thì có cả link từ kênh B này xuống kênh C được. Lấy cái dây Canon ấy, một đầu 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 cái ấy, cắm vào đây và sẽ link vào cái và một đầu còn lại thì cắm vào cái kênh C này thì nó sẽ ra tín hiệu ba kênh thôi nhé. Còn nếu mà đánh súp thì chúng ta lấy tín hiệu từ từ thẳng súp, từ thẳng vang ấy, cắm vào đây đánh súp. Đấy. Đấy lưu ý các bác để các bác chơi. Con này thì nói chung là tiếng rất là hay, tiếng rất là hay. Và chất âm hay, cũng là giá thành cũng hợp lý nhé. Cửa hàng bán với giá là 4 triệu 200 nghìn. Trong clip này em test với khách hàng quay để tham khảo các bác. Để các bác tham khảo. Con này thì mạch cao lăn hát. Đấy, mạch cao lăn hát. Bục quạt gió của nó nhé. Quạt gió của nó là nó chạy quạt cảm biến nhé. Cảm biến bình thường nó sẽ không quay, nóng nó mới quay. Đấy. Để tắt hết một lúc, hết điện này bật này nó sẽ khởi động một lúc thôi. Sau đó là khi nào mà ví dụ chúng ta nóng thì bắt đầu nó mới quay thôi nhá. Và đây tiếng nhạc này, chất âm nó rất là hay, tín hiệu từ máy tính thẳng đẩy đây. Tiếng cực kỳ là hay luôn. Đây bác này. Đấy. Bật một lúc thì mà nó đóng le. Đấy. Đấy. Tiếng rất là hay thôi nhá. Đấy thì clip em quay bác khách hàng cũng như giới thiệu là quý vị khán giả. Thì bác nào quan tâm thì gọi sớm cho bên em nhé. Em xin chào bác.